Chào các bạn, tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc. Chúng ta cũng biết vaccine là một loại chế phẩm đặc biệt, và để giữ nguyên được chất lượng của vaccine từ lúc sản xuất cho đến lúc đưa đến người sử dụng thì chúng ta cần phải có cái hệ thống dây chuyền lạnh đủ tốt. Và xương sống của hệ thống dây chuyền lạnh chính là tủ lạnh. Chính vì vậy, video ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe các chuyên gia hướng dẫn về quản lý dây chuyền lạnh ở tại tuyến xã và hướng dẫn các cái sự cố thường gặp liên quan đến tủ lạnh Haier HBC80. Nguyên tắc chung bảo quản dây chuyền lạnh của tuyến xã quan trọng nhất là con người được đào tạo. Việc sử dụng đúng thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất và dự án tiêm chủng mở rộng sẽ giúp đảm bảo chất lượng của vaccine. Mỗi cơ sở tiêm chủng cần được trang bị đầy đủ và được hướng dẫn quản lý sử dụng các thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vaccine, bao gồm nhiệt kế, chỉ thị đông băng điện tử, thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động, tủ lạnh, phích vaccine, bình tĩnh lạnh, ổn áp. Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị bằng cách loại bỏ các tác nhân như bụi, tuyết với tủ lạnh, giúp thiết bị vận hành tốt, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm tiêu hao điện năng, hạn chế các sự cố trong thiết bị. Mỗi thiết bị cần có hồ sơ vận hành thiết bị. Bảng theo dõi nhiệt độ hàng ngày cần được ghi chép đầy đủ các thông tin bao gồm tên tủ, số tủ, nhiệt độ của nhiệt kế, tình trạng chỉ thị đông băng điện tử, nhiệt độ tối đa và tối thiểu sau 24 giờ và tình trạng thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động. Tên viết tắt của người theo dõi, tên đầy đủ của người giám sát, ghi chú các trường hợp không thường quy. Đảm bảo mỗi cơ sở tiêm chủng phải có kế hoạch dự phòng bảo quản vaccine khi có sự cố dây chuyền lạnh. Tối thiểu mỗi cơ sở tiêm chủng cần có 2 cán bộ được đào tạo, một cán bộ trực tiếp theo dõi và vận hành thiết bị thường quy và một cán bộ giám sát. Việc theo dõi thiết bị vận hành hàng ngày giúp phát hiện sớm các sự cố của dây chuyền lạnh, nhiệt độ bảo quản vaccine thông qua tình trạng của chỉ thị đông băng điện tử, thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động, nhiệt kế, đồng hồ hiển thị nhiệt độ trên tủ lạnh. Vaccine còn hạn sử dụng hay không? Về cảm quan, có gì bất thường hay không? Tủ lạnh có hoạt động tốt hay không? Nhiệt độ có cao hoặc quá thấp? Có dấu hiệu hở gioăng tủ lạnh hay không? Điện áp có ổn định hay không? Ổn áp có được sử dụng với tủ lạnh hay không? Và có hoạt động trong tình trạng tốt không? Ngay khi phát hiện ra sự cố của thiết bị, chúng ta cần chuyển vaccine sang một thiết bị khác có thể hoạt động tốt, ví dụ như là tủ lạnh hoặc là phích vaccine. Trong trường hợp thiết bị không được cấp điện, chúng ta cần kiểm tra điện lưới của cơ sở y tế, dây nguồn của ổ áp và dây nguồn thiết bị. Trong trường hợp automat ở trạng thái tắt, chúng ta sẽ bật lại automat. Trong trường hợp bật lại automat vẫn chưa thấy điện vào ổ áp, chúng ta lưu ý đặt lại lấy khóa, một cái hình vuông màu xanh nhỏ ở bên cạnh. Đồng hồ kỹ thuật số trên nắp tủ lạnh không hiển thị nhiệt độ, có thể do thiếu ánh sáng cấp năng lượng cho đồng hồ. Cần chiếu ánh sáng cấp năng lượng cho đồng hồ, có thể sử dụng đèn pin, đèn của điện thoại. Lưu ý không được che phần hấp thu năng lượng của đồng hồ hiển thị nhiệt độ. Nếu không xử lý được, liên hệ với số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ. Trong trường hợp tủ lạnh Haier HBC80 có những tiếng ồn bất thường, chúng ta cần kiểm tra một số nội dung như sau. Máy nén kêu to, cần kiểm tra xem những cái vít bắt máy nén vào thân tủ đã được tháo trong quá trình vận chuyển thiết bị hay chưa. Quạt tản nhiệt có thể là do bụi bẩn. Đảm bảo thiết bị được đặt cách các thiết bị khác và tường khoảng cách từ 10 cho đến 15 cm. Kiểm tra xem tủ có cân bằng hay không bằng cách sử dụng thước Nivo. Một vài sự cố hiếm gặp hơn đối với tủ lạnh Haier HBC80 là trường hợp nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp. Cảnh báo nhiệt độ cao sẽ xuất hiện khi nhiệt độ trên 8 độ C trong vòng 10 giờ hoặc nhiệt độ trên 10 độ C. Trên bảng điều khiển nhiệt độ sẽ xuất hiện chữ AH. Trong trường hợp cảnh báo nhiệt độ cao, nếu máy nén có hoạt động, quạt tản nhiệt có hoạt động, không có rò rỉ môi chất làm lạnh bên trong tủ lạnh, chúng ta cần kiểm tra gioăng tủ có bị hở hay không. Trong trường hợp này, có thể dùng quạt sưởi sưởi nóng gioăng của tủ để đưa lại cái hình dạng ban đầu hoặc là điều chỉnh bản lề tủ. Nếu xảy ra một trong những tình huống sau, máy nén không hoạt động,
quạt tản nhiệt không hoạt động, có sự rò rỉ môi chất làm lạnh. Cán bộ y tế cần liên hệ với đường dây nóng. Cảnh báo nhiệt độ thấp sẽ xuất hiện khi nhiệt độ tủ lạnh thấp hơn dương 2 độ C. Trong tình huống này, nếu máy nén vẫn đang hoạt động, sự cố có thể liên quan đến bộ điều khiển nhiệt độ. Liên hệ ngay đường dây nóng để có hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng ta cần kiểm tra xem nhiệt độ môi trường có dưới dương 5 độ C hay không. Việc phát hiện sớm các sự cố thường gặp đối với thiết bị là nhiệm vụ của cán bộ y tế. Cơ sở y tế cần biết rõ số điện thoại đường dây nóng để liên hệ khi cần hỗ trợ. Số điện thoại đường dây nóng 0941 99 79 67.